Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của mình nhé. Ôi anh em ơi, trời miền Bắc mấy hôm nay sáng nào cũng trong cái thời tiết mưa, bẩn khó chịu quá. Những lúc như thế này thì mới thấy giá trị của ô tô dù là đắt hay rẻ thì cũng tốt như thế nào. Nhất là trong cái tiết trời mưa dầm và lạnh giá, bụi bặm ở cái đường xá của Việt Nam. Vậy nên là để sở hữu một chiếc ô tô là cái niềm ao ước của rất nhiều anh em, nhất là những người đã có gia đình. Nhưng mà tuy nhiên nhé, đừng quá ham hố vào cái việc mua ô tô nếu như anh em chưa tự chủ được cái vấn đề về tài chính. Và những cái áp lực khi mua ô tô trả góp thì sẽ như thế nào, thì nhân tiện mình sẽ chia sẻ cho anh em một câu chuyện về cái chủ đề này. Anh em cũng biết được thì là về cái việc sở hữu một chiếc ô tô sẽ có rất nhiều những cái giá trị mang lại. Ngoài việc nó phục vụ cho nhu cầu đi lại, tránh mưa tránh nắng, thì ô tô cũng là một công cụ để khoe mẽ rất tốt ở Việt Nam. Tất nhiên là khi ai đi ô tô thì cũng sẽ nhìn được người khác nhìn với một cái con mắt rất là khác. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nhiều anh em cố vay mượn để mua bằng được một chiếc ô tô. Đối với những trường hợp anh em chủ động được về vấn đề tài chính thì mình sẽ không xét đến nhé. Mình sẽ nói đến ở cái trường hợp anh em mua xe trả góp và trường hợp không mấy dư dả về tài chính và cái số tiền tiết kiệm được hàng tháng nó không quá là nhiều. Ở đây mình sẽ chia sẻ một câu chuyện thực tế ở gần ngay nhà mình để anh em dễ hình dung hơn. Thì đầu tiên, hai vợ chồng anh bạn này đều làm văn phòng và có hai đứa con nhỏ. Mỗi tháng sau khi trừ tất cả các khoản chi tiêu thì cũng để tiết kiệm ra được khoảng 10 triệu đồng. Sau khi có khoảng 200 triệu thì cũng tính đến cái phương án mua một chiếc xe ô tô trả góp. Tuy nhiên, nếu 200 triệu mua một chiếc xe cũ loanh quanh giá khoảng 300 hoặc hơn 300 triệu một chút thì có lẽ nó là một cái câu chuyện nó không đi xa như vậy. Anh chồng thì cũng muốn là thể hiện với bạn bè và hàng xóm nên là quyết định mua một con Kia Cerato mới và giá lúc lăn bánh tại cái thời điểm đó khoảng tầm trên 650 triệu. Như vậy là phải vay hơn 400 triệu. Chính vì việc phải vay số tiền lớn như vậy thế nên là anh chồng quyết định nghỉ việc ở công ty để chuyển ra làm chạy xe dịch vụ vì nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhờ cái việc chạy xe dịch vụ và để phục vụ cho cái công việc mà trả nợ và nhu cầu của gia đình. Nếu vẫn hai vợ chồng đi làm công ty thì chắc chắn là sẽ rất khó khăn trong cái việc trả góp hàng tháng. Tuy nhiên, sau đó thì khoảng 2 tháng kể từ lúc mua xe, lúc này thì những cái áp lực về tài chính mới là các cái vấn đề liên quan bắt đầu xuất hiện. Mỗi tháng đâu đó anh ấy phải trả góp khoảng tầm 8 triệu. Chi phí nhiên liệu, cái thời mà giá xăng đang cao ấy, hơn 30.000 đồng một lít. Rồi do là cũng lái mới thế nên cũng không ít lần phải đóng học phí cho cảnh sát giao thông này. Rồi tiền gửi xe, tiền phí cầu đường, tính sơ sơ các khoản đó thôi cũng rơi vào 16-17 triệu một tháng. Cái thời điểm đó dịch Covid cũng vẫn đang ảnh hưởng ít nhiều đến cái ngành vận tải nên số lượng khách đi cũng không quá là đông. Có những hôm ngày không được chuyến khách nào, trong khi ngân hàng thì không thông cảm cho bất kỳ ai, cứ đến tháng là phải trả nợ, chưa tính đến những cái trường hợp phát sinh ngoài ý muốn như con cái hay cha mẹ bệnh tật. Và rồi cuối cùng thì cái điều gì đến cũng phải đến, hai vợ chồng đã phải quyết định bán đi con xe vì không thể chịu nổi áp lực về tài chính. Thì đó là một cái câu chuyện thực tế mà mình đã chứng kiến và chia sẻ lại cho anh em. Những ai nếu đang có ý định mua xe thì nên cân nhắc thật kỹ lưỡng. Mục đích của chúng ta là mua xe để phục vụ cho chính mình, nhưng nếu chưa thực sự làm chủ được tài chính thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Thì hy vọng qua cái câu chuyện mình vừa kể sẽ giúp nhiều anh em đang có ý định mua xe trả góp lên xem xét cân nhắc một chút về những cái trường hợp phát sinh sau này. Tất nhiên không phải là tất cả, tuy nhiên những cái trường hợp đó vẫn ít nhiều mang đến những rủi ro về tài chính. Thì chúc anh em có những cái quyết định đúng đắn và mua xe an tâm đi lại trong thời gian dài. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like cũng như là một sub để ủng hộ kênh nhé. Xin chào.